mùa đông đã về. Và bình thường mình mặc chiếc áo truyền thống của Diện Trần, chiếc áo ngắn cánh, đúng không? Chiếc áo ngắn cánh, trang phục truyền thống của Diện Trần. Nhưng hôm nay nhìn thấy một diện mạo rất là khác, đúng không? Mặc áo vest, trong thì mặc áo đen. Thì rất là nhiều người hỏi là 26-60 là gì? Thì nhân đây mình cũng xin nhắc lại là 26 chính là huyệt ở giữa hai đầu cung mày này. Cái huyệt 26 là huyệt gì ạ? Huyệt 26 là cái huyệt có tác dụng là giải độc, là tha thứ, là an thần, đúng không ạ? Là chữa mất ngủ, là ổn định thần kinh. Đó là huyệt 26. Huyệt 26 có tác dụng là giáng khí, đúng không ạ? Giáng khí an thần. Còn huyệt 60 là gì? 60 là huyệt ở bên chỗ gò má cả hai bên này. Huyệt 60 có ý nghĩa là huyệt của trái tim. Thì trái tim là nó tượng trưng cho gì ạ? Tượng trưng cho tình yêu thương các anh chị ạ. Thì mình khi mình kết hợp 26 và 60 với nhau thì đây là phác đồ do thầy Bùi Quốc Châu tìm ra, và thầy đặt cái phác đồ huyệt 26 60 này chính là phác đồ gì ạ? Phác đồ yêu thương. Thì cách sử dụng của phác đồ này như thế nào? Khi chúng ta ấy, đọc 26 60 cho chính chúng ta ấy, thì tức là nó sẽ xóa bỏ những cái ý nghĩ xấu xa, xóa bỏ những cái hận thù, và nó giáng khí xuống làm cho chúng ta hạ áp, làm cho chúng ta bình tĩnh trở lại, giúp chúng ta an thần ngủ ngon. Và khi chúng ta đọc 60 tức là đem tình yêu thương về. Khi chúng ta đọc hai huyệt này với nhau tức là xóa bỏ hận thù để yêu thương. Chắc chắn rồi, nếu muốn yêu thương thì sao ạ? Thì không có thể là giữ trong lòng mình những cái sự thù hận được. Cho nên thầy Bùi Quốc Châu mới đặt đặt cho cái phác đồ này chính là gì ạ? Chính là phác đồ yêu thương. Thế thì cách sử dụng cái phác đồ này như thế nào? Thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ đọc thành tiếng 26-60 cộng với cả cái mong muốn của mình. Ví dụ một cách đơn giản như này. Khi mà các anh chị mà bị mất ngủ thì các anh chị nằm trên giường, các anh chị đọc luôn là gì ạ? 26-60 cho tôi vào giấc ngủ, 26-60 cho tôi vào giấc ngủ. Đó thì đó là một cách rất là gì ạ? Rất là hay. Và có người hỏi là thế đọc thì thầm trong đầu có được không? Cũng có thể được, các anh chị cứ thầm đọc trong đầu là 26-60 cho tôi vào giấc ngủ, 26-60 cho tôi vào giấc ngủ. Đọc đến khi nào? Cho đến khi mà các anh chị đi vào giấc ngủ thì thôi. Hoặc là các anh chị có thể đọc bất cứ cái mong ước nào của mình, mong ước những điều tốt đẹp cho mình và cho người nhé. Ví dụ 26-60 chồng ơi về đi, 26-60 chồng ơi về đi, 26-60 con ơi về đi, 26-60 con ơi về đi. Kể cả đọc như này: 26-60 ơi kiến ơi ra khỏi nhà tớ đi, 26-60 kiến ơi ra khỏi nhà tớ đi. Hoặc là gì, khi mình đang ngủ mà bên nhà hàng xóm có con chó nó sủa rất to, mình không thể ngủ được, thì mình sẽ đọc là 26-60 chó ơi đừng sủa nữa, 26-60 chó ơi đừng sủa nữa. Hoặc là khi mình đang đi giữa đường ấy, mình thấy trời mưa, mình có thể đọc là 26-60 trời ơi đừng mưa nữa, 26-60 trời ơi đừng mưa nữa. Hoặc là gì, có thể đọc là gì, 26-60 cho tôi trúng Vietlott 100 tỷ, 26-60 cho tôi trúng Vietlott 100 tỷ, 26-60 cho tôi trúng Vietlott 100 tỷ, đúng không nào? Nhưng mà chắc chắn phải mua vé số rồi. Cái này mình không khuyên các bạn là chơi số đề hay mua vé số thường xuyên đâu nhá. Tuy nhiên có muốn trúng vé số thì mình ít ra mình phải mua một cái, đúng không nào? Thế thì có nhiều người sẽ nói rằng ấy, thì đọc cái phác đồ này liệu nó có thành hiện thực hay không, và liệu nó có phải là mê tín dị đoan hay không? Thì mình xin trả lời với các bạn như thế này: khi các bạn đọc phác đồ này thì mình xin hỏi các bạn là các bạn có mất gì không? Không mất gì, đúng không ạ? Có hại ai không? Không hại ai, đúng không ạ? Không mất gì, không hại ai, tại sao chúng ta lại không đọc? Có người lại bảo cho là nhảm nhí, mất thời gian. Vậy thì tôi hỏi anh, trong lúc tinh thần anh túng quẫn, trong lúc tinh thần anh hoảng loạn hoặc lo âu suy nghĩ, hoặc trong những hoàn cảnh bất lực, thế thì có một cái giải pháp nào đó thì sao? Thì còn hơn là anh không có gì, đúng nào? Anh có một sự niềm tin, có một cái chỗ dựa về tinh thần, và biết đâu đó có một cái gì đó rất là dịa sâu thẳm kia nó xảy ra, thì lúc này còn hơn là lúc chúng ta ngồi ủ rũ mà chúng ta có một niềm tin, có một cái gì đó chúng ta đọc vào mà không mất gì, không hại ai, tại sao chúng ta không làm? Và trên hết nó là cái liều thuốc cho tinh thần, giúp chúng ta ổn định tinh thần, đúng không ạ? Và cho chúng ta có một cái chỗ dựa khi mà chúng ta gặp vào những cái hoàn cảnh bất lực mà chúng ta không làm gì được, đúng không ạ? Và nữa là cái phác đồ yêu thương này trước tiên nữa nó là giúp cho chúng ta gì ạ? Cho cái giáo dục chúng ta sống lương thiện, sống tốt hơn và đem cái tình yêu thương của mình đến với mọi người. Thì đó chính là cái phác đồ yêu thương. Và nhiều người sẽ thấy là gì ạ? Nhiều người sẽ thấy là khi chúng ta xem những video này và các anh chị hay comment là 26-60 là lý do như vậy ạ. Khi chúng ta comment 26-60 tức là gì ạ? Tức là mong muốn những điều tốt đẹp
nhất cho mình và cho người. Và chúng ta kết hợp với cả cái ngón tay như thế này, ngón trỏ hướng ra phía 11 rưỡi và ngón cái hướng ra phía 3 giờ, tức là gì ạ? Xin chào 2660, tức là xin chào và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình và cho người. Đó là ý nghĩa của cách xin chào và cách đọc 2660 ạ. Thì cách này là do thầy Bùi Quốc Châu tìm ra, mang cái văn hóa, mang cái phong cách rất là đặc sắc của người Việt Nam chúng ta. Diện chẩn vốn dĩ xuất phát từ gì ạ? Nền văn hóa, nền ngôn ngữ, nền chữ viết mà thầy Châu là người gì ạ? Là người gì ạ? Tổng hợp nó lên và phát triển nó lên thành một cái bộ môn cụ thể hơn và đem những cái kiến thức di sản của cha ông vào trong cái môn diện chẩn này. Vâng, các anh chị khi vào rồi các anh chị có thể comment luôn, thực hành luôn ạ. Là 2660 ạ. 2660 xin chào ạ. Vâng. Rồi, mình đã chia sẻ xong lên các trang rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cùng nhau đi vào giải đáp những vướng mắc nhá. Video này của mình là gì ạ? Giải đáp những cái vướng mắc trong quá trình học và làm diện chẩn. Vâng, mình đã nhìn thấy gì ạ? Mình đã nhìn thấy rất là nhiều cái comment của các anh chị đây rồi. Vâng. Thầy ơi, tôi đang bấm giảm béo, có cảm giác thèm ăn và ăn ít. Có cách nào nhấn làm nhỏ dạ dày không ạ? Thì chị Huệ Chu bấm để làm nhỏ dạ dày thì cũng tương đối là khó chị ạ. Thì cái này mình chỉ có thể bấm để làm giảm cảm giác thèm ăn đi mà thôi. Và chị yên tâm rằng đối với cách làm của diện trần thì không cần phải giảm ăn đi quá mức đâu chị ạ. Mình vẫn có thể làm được những cái bài, những cái thao tác để gì ạ? Để cho nó bớt mỡ đi mà không cần phải giảm ăn. Đó là cách làm của diện trần. Thì chị có thể xem lại những cái video ở những cái đợt trước mà em đã quay, hoặc là xem những cái video về hướng dẫn giảm béo của diện trần. Mình hoàn toàn có những cách thức giảm béo rất là hiệu quả mà không cần phải giảm ăn chị nhé. Chị xem kỹ lại ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh chị ạ. Vâng. Vâng, xin chào tất cả các anh chị. 2660 cầu chúc cho tất cả đều bình an. Vâng, cảm ơn chị Lưu Nhật. Vâng, các anh chị có bất kỳ câu hỏi gì các anh chị có thể hỏi ở đây ạ. Vâng. Các anh chị có thể đặt câu hỏi để mình cùng nhau giải đáp trong video này. Đây thì mình sẽ mở sẵn một cái slide mà trước đây mình hay giải đáp các vướng mắc cho các anh chị trong quá trình học và làm diện chẩn. Đây ạ. Các anh chị có câu hỏi gì về diện chẩn không? Vâng. Thì lúc chiều nay cũng định hướng dẫn mọi người là cách để làm gì ạ? Làm giảm cái lạnh khi mùa đông về. Thì theo các anh chị thì mùa đông về này chúng ta có những cái cách thức diễn chẩn nào để chúng ta làm gì ạ? Chúng ta có thể làm giảm cái lạnh đi và làm ấm người ạ. Thì các anh chị nhớ rằng có cái bài 12 động tác xoa mặt đấy anh chị ạ. Thì các anh chị trước khi ra khỏi giường hoặc trước khi ra khỏi nhà buổi sáng thức dậy, các anh chị có thể tập 12 động tác xoa mặt nhé. 12 động tác xoa mặt thì làm sao để nhớ được cái 12 động tác xoa mặt này và ý nghĩa của 12 động tác xoa mặt như thế nào? Thì các anh chị có thể dạ anh chị nhớ như thế này, anh chị có thể lên trên mạng bật video gõ 12 động tác xoa mặt của diện chẩn ra, còn không thì các anh chị cứ nhớ như thế này nhá. Mình sẽ làm từ đầu đến đến cuối như thế này. Đầu tiên cái 12 động tác xoa mặt thì tác dụng của nó là làm gì ạ? Làm tỉnh táo, làm da dẻ hồng hào, làm lưu thông khí huyết và chữa các bệnh thuộc vùng đầu, mắt, cổ, gáy. Đó là tác dụng của 12 động tác xoa mặt. Ngoài ra nó còn làm hồng hào da mặt và làm đẹp da nữa nhá. Nhiều người khi tập 12 động tác xoa mặt người ta nói rằng gì ạ? Nói rằng người ta cảm thấy là cái sinh lý người ta cũng khỏe lên rất là nhiều anh chị nhá. Đó, đó là tác dụng của 12 động tác xoa mặt. Thế thì làm sao để nhớ được 12 động tác xoa mặt? Và khi mùa đông này các anh chị càng phải tập 12 động tác xoa mặt, nhất là đối với các bác lớn tuổi các bác ạ. Các bác trước khi bước ra khỏi giường các bác hãy tập 12 động tác xoa mặt. Và buổi sáng trước khi bước ra khỏi giường thức dậy các bác cũng tập 12 động tác xoa mặt, mục đích để làm cho toàn thân mình nó ấm lên. Khi mà mình bước ra khỏi giường và nhà vệ sinh ấy, thì cơ thể mình đã thích nghi được với cái lạnh ở bên ngoài rồi. Và các bác thấy rằng tình trạng đột quỵ bây giờ diễn ra rất là phổ biến và gì ở những người nó đang trẻ hóa. Lý do là gì ạ? Lý do là phần đa là do vấn đề tim mạch. Khi chúng ta đang ở trên giường ấm áp mà chúng ta bước vào trong nhà vệ sinh ấy, thì cái nhiệt độ nó thay đổi, nó hạ thấp một cách đột ngột, nó làm cho mạch máu co lại và lúc này áp suất của dòng máu lên thành động mạch nó sẽ tăng lên rất là nhiều và rất dễ gây ra cái tình trạng là vỡ mạch máu não. Vì vậy chúng ta cần phải làm ấm người, cần làm cho cơ thể mình
mình sẵn sàng để có thể tiếp nhận được với cái lạnh bên ngoài. Thì mình hướng dẫn mọi người 12 động tác xoa mặt thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ xoa hai bàn tay vào với nhau như thế này. Đấy, xoa nóng bàn tay lên cả các ngón tay này nữa, và mình sẽ tập từ đầu, từ trên xuống dưới. Mình sẽ dùng 10 đầu ngón tay, mình sẽ đẩy đẩy từ mí tóc trán ra tận sau gáy như thế này. Đó. Thì rất là nhiều người, các anh chị bảo làm sao tôi nhớ được 12 động tác xoa mặt và tôi làm không theo thứ tự có được không? Và hoàn toàn là được ạ. Các bác, các anh chị cứ làm mà các anh chị nhớ ra động tác nào làm động tác đó. Và chỉ cần các anh chị xem video này một lượt thôi, từ đầu đến cuối là các anh chị sẽ nhớ được hết ngay. Đầu tiên là gì ạ? Dùng 10 đầu ngón tay chải tóc từ mí tóc trán ra tận sau gáy khoảng 10 đến 20 lượt như vậy. Mình sẽ làm lần lượt từ đầu đến cuối. Hết tóc rồi mình nhớ đến tiếp tục đo này. Đây là trán này. Thì chúng ta xoa nóng hai lòng bàn tay vào với nhau. Sau đó chúng ta sẽ đẩy từ trán bên này sang trán bên kia. Đẩy từ trán bên này sang trán bên kia này. Đó, đẩy như thế này. Đấy. Rồi, tiếp theo xoa nóng hai lòng bàn tay. Đẩy từ bên trán bên này sang trán bên kia. Đó, chúng ta cứ lặp lại như vậy khoảng 10 15 cái như vậy nhá. Thì khi chúng ta động tác đầu tiên là cào đầu này, làm giúp cho chúng ta tỉnh táo này, minh mẫn này, đúng không nào? Rồi tiếp theo động tác xoa trán này, xóa các nếp nhăn trên trán, đồng thời là diện chữa viêm xoang và đồng thời giúp chúng ta tỉnh táo, tại vì trán chính là não. Rồi khi vùng trán này còn phản chiếu các cơ quan nội tạng nữa, giúp điều hòa các cơ quan nội tạng. Tiếp theo mình xoa nóng lòng bàn tay sau khi tóc xong rồi đến trán rồi. Tiếp theo các anh chị đã lần lượt từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ áp cái lòng bàn tay này vào mắt như thế này. Đó, thì động tác này giúp là gì ạ? Làm sáng mắt, chữa nhức mỏi mắt. Và cái vùng mắt này nó còn phản chiếu gì ạ? Ngực và dịch hoàn. Đó, dịch hoàn của người nam giới và gì? Buồng trứng của người nữ giới. Chúng ta áp vào như này. Bao giờ một động tác nó cũng có tác dụng gì ạ? Tại chỗ. Nhất là đối với các cháu nhỏ mà tập các động tác này ạ, các cháu tuổi học đường ấy, thì nó sẽ chữa gì ạ? Nó sẽ chữa cái vấn đề là liên quan đến cận thị, nhược thị và viễn thị nhé. Đó, xoa như này. Đó. Rồi tiếp theo động tác mắt nữa là mình dùng các ngón giữa này mình sẽ xoa. Xoa bốn xung quanh của mắt thế này các anh chị ạ. Xoa bốn xung quanh của mắt này. Đấy, xoa bốn xung quanh của mắt. Sau đó chúng ta sẽ gõ bốn xung quanh của mắt như thế này. Các anh chị thấy không nào? Gõ bốn xung quanh của mắt. Và chúng ta sẽ thấy là mắt mình sẽ đỡ nhức mỏi đi rất là nhiều. Đấy, đỡ nhức mỏi đi rất là nhiều. Đó, gõ như thế này. Thấy không ạ? Gõ này. Chúng ta gõ khoảng 10 15 tiếng đếm hoặc là 10 15 vòng như vậy, chúng ta cứ nhớ con số vậy, đúng không ạ? Xong mắt rồi, bây giờ chúng ta thấy đến mũi này thì chúng ta sẽ đẩy này. Đẩy này. Từ mũi sang hai bên này, xong đẩy lên này. Đẩy lên này, đấy, tức là chúng ta xoa xong mũi đấy, xong lên trên mí tóc trán, xuống xuống hai bên tóc mai này, xong động tác đẩy ở giữa chúng ta đẩy lên này. Đấy, đẩy lên thì có thể mạnh hơn, đẩy xuống thì nhẹ nhàng hơn. Để chúng ta chống sệ má. Đó. Các anh chị thấy không ạ? Đấy. Thì các anh chị nhớ vừa các anh chị vừa xem video này và vừa làm theo. Và tất cả những cái vướng mắc, những câu hỏi quan trọng thì mình sẽ giải đáp ở cái phần tiếp theo của video này. Các anh chị hãy theo dõi chi tiết và đừng đừng rời bỏ màn hình nhé. Các anh chị nhớ theo dõi từ đầu đến cuối. Đó. Đó, đẩy như này. Đấy, chúng ta tập như thế khoảng 10 15 cái. Đó, đẩy như này. Khi chúng ta kéo xuống nhẹ nhàng và chúng ta đẩy lên, có thể mạnh tay lên một chút. Đó, được không ạ? Đấy, mũi này, mũi chúng ta còn động tác này nữa, chúng ta đẩy lên này. Đấy, đẩy lên, đấy, đẩy. Rồi, đẩy lên khoảng 10 đến 20 cái. Động tác này sẽ giúp tốt cho cái cột sống, chữa đau lưng. Đối với nam giới thì nó là bộ phận sinh dục. Đối với nữ giới là phần tử cung, phần âm đạo. Đúng không ạ? Phần này còn là phần phản chiếu tim, phổi nữa các anh chị nhé. Đó, như vậy mình có động tác trên đầu này, 1 này, 2 này. Rồi áp mắt là 3 này, xoa xung quanh mắt là 4 này, xoa vòng quanh như này là 5 này, đẩy như này là 6 này. Tiếp theo mình sẽ có diện động tác xoa miệng này là 7 này. Đấy, xoa miệng mình cứ làm lần lượt từ trên xuống dưới. Xoa miệng như này. Đấy, 7 này. Đấy, xong rồi. Tiếp theo mình có động tác vuốt từ dưới cổ họng lên trên như thế này. Để diện phòng chống những cái bệnh liên quan đến cổ họng hoặc là đờm, ho, khó thở. Đúng không ạ? Đấy, 7 này. Được chưa? Đấy, tiếp theo động tác số 8 là mình sẽ vò tai này. Cũng khoảng 10 đến 20 cái vò tai như thế này. Rồi, tiếp theo mình sẽ úp tai ở phía trong lòng bàn tay mình gõ. Đấy.
Rồi, xong động tác tiếp theo chúng ta sẽ gì ạ? Xoa. Xoa quanh gáy như này. Thì cái động tác này rất là dễ chịu đối với những người hay phải ngồi gì ạ? Hay ngồi phải ngồi trong văn phòng, hay phải làm việc, hay phải xem máy tính, xem điện thoại, hay bị nhức mỏi cổ vai gáy Thì chúng ta xoa. Và các anh chị nhớ là chúng ta dùng tay nào chúng ta xoa cũng được. Đấy, dùng tay nào xoa cũng được. Đấy, và chúng ta xoa nóng tay vào. Sau đó chúng ta xoa. Đấy. Xoa nóng tay vào, chúng ta xoa cả hai tay, xoa đều như này. Đấy, xoa nóng này. Đấy. Thấy không ạ? Đấy, xoa thì nó rất là dễ chịu nhá, xoa. rồi, xoa như này đấy. Đó, xoa. Rồi, đấy rồi, cái động tác tiếp theo là gì nào? Cổ rồi này, gáy rồi này. Chúng ta sẽ kẹp tay ở giữa, sau đó chúng ta chà như này. Xuôi các ngón tay chúng ta kẹp tay ở giữa. Thì cái vùng trước tai này là phản chiếu cột sống, dưới này là họng, đúng không ạ? Thì xoa này vừa là thông mũi mát họng, sảng khoái dài lâu. Đấy. Thông mũi mát họng sảng khoái dài lâu. Xoa chúng ta đếm khoảng vài chục tiếng đếm như vậy là được. Và động tác nữa là gì ạ? Chúng ta động tác cuối cùng này, chúng ta sẽ chạm hai hàm răng trên và hàm răng dưới vào với nhau. Chạm. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng lưỡi để mình đảo. Mình sẽ lưỡi đảo cả lưỡi trong, lưỡi ngoài, lưỡi trên, lưỡi dưới. Thì cái động tác đảo lưỡi này giúp gì ạ? Giúp nó tiết ra nước bọt và đồng thời làm cho nó chắc răng, chắc lợi, đúng không ạ? Và động tác cuối cùng mình sẽ nén không khí trong miệng để mình súc miệng khô. Đó, như vậy đó là 12 động tác xoa mặt. Chỉ cần 12 động tác xoa mặt này mình đã nóng và bắt đầu toát mồ hôi ra rồi. Như vậy 12 động tác xoa mặt nó giúp cho chúng ta gì ạ? Nóng người rất là nhanh. Và như vậy là mình sẵn sàng gì ạ? Bước ra khỏi giường, bước ra khỏi nhà mà mình không sợ cái lạnh của mùa đông, đúng không ạ? Mình sẽ làm cho người mình ấm, người mình tỉnh táo rồi mình sẵn sàng ra bên ngoài, được không ạ? Và cái rét của mùa đông không còn vấn đề nữa. Trong diện chẩn thì còn rất nhiều cái cách để mình có thể làm ấm người, giúp cho những người hay bị寒 bị lạnh. Tại vì ở miền Bắc mình ấy là về mùa đông về là rất là lạnh, đúng không ạ? Rất là lạnh và rất là nhiều bệnh liên quan đến cái lạnh, ví dụ là cảm寒 này, ví dụ như là viêm xoang này, thì tất cả những cái đó diện chẩn khắc phục rất là tốt. Ngoài ra các anh chị có thể gì ạ? Gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết này, đúng không nào? Đấy, để làm ấm người, hoặc có thể gì ạ? Xoay cổ tay như thế này, đúng không nào? Xoay cổ tay, thì khi xoay cổ tay các anh chị nhớ là cho ngón cái vào bên trong và xoay đều như thế này. Xoay đều như này, đúng không ạ? Xoay khoảng 200 cái và nó cũng là một cái bài gì ạ? Làm ấm người rất là nhanh. Hoặc nữa là gì? Các anh chị có thể gì ạ? Thở âm dương khí công đường dương. Thì những cái bài này thì mình sẽ có những cái video hướng dẫn chi tiết ở trong các cái buổi tiếp theo nhé. Gạch 6 vùng thì mình đã hướng dẫn rồi, xoay cổ tay này nó rất là đơn giản, hoặc anh chị có thể tìm trên mạng YouTube có rất là nhiều người thầy đã hướng dẫn các cái bài này rồi. Đấy. Có rất nhiều cách để có thể làm ấm người, đề phòng cái cảm lạnh của mùa đông về. Đấy. Thứ nhất 12 động tác xoa mặt, thứ hai xoay cổ tay, thứ ba đánh 6 vùng và thứ tư anh chị có thể gì ạ? Anh chị có thể thở âm dương khí công đường dương. Đó, âm dương khí công đường dương để gì ạ? Mình dùng hơi thở của mình có thể để làm ấm người. Và cách thứ năm nữa mà các anh chị có thể làm ấm người nữa là có thể dùng bài hơi nhâm đốc. Hơi nhâm đốc theo cách của diễn trần. Thì những cái bài đó các anh chị có thể tìm hiểu xem thêm các video trên mạng, nhưng mà chỉ cần đơn giản nhất một bài là 12 động tác xoa mặt và xoay cổ tay. Đó rất là hiệu quả rồi, đúng không ạ? Ok, mình sẽ xem những cái vướng mắc của các anh chị đã hỏi nãy giờ để mình trả lời. Phạm Yến Oanh, bé nhà em được 8 tháng tuổi mà bé rất biếng ăn, có cách nào chỉ em với? Em có thể xoa miệng này, xoa miệng cho cháu khoảng 200 cái, xoa rất nhẹ thôi. Xoa miệng chính là kích thích vào cái bộ máy tiêu hóa và cái vùng bụng dưới cho cháu để nó tiêu hóa tốt hơn. Và đồng thời em có thể bấm bộ gì ạ? Bấm bộ bổ tỳ hoặc là bộ bổ huyết để giúp cháu ăn cảm thấy ngon hơn nhé. Ok, Huê Chu, sau khi bấm huyệt mà phải ra ngoài không dán được salon bát, mình thay bằng hơ ngải thì có tác dụng như nhau không? Thì chị Huê Chu ơi, thì khi mà chị hơ ngải chị cũng phải để cho khách hàng của mình ngồi trong phòng ấy độ khoảng 10 15 phút hoặc là 20 phút để gì ạ? Để người ta nguội hẳn đi rồi cái chỗ huyệt mình hơ ấy thì nó không còn mở nữa, để đảm bảo không, nếu mình vừa hơ xong mà hơ ngải xong mà ra ngoài gặp lạnh ấy thì nó rất dễ bị cảm lạnh chị Huê Chu nhá, nên cẩn thận. Nếu mà ra ngoài mà dán cam salon bath thì vẫn được,
rồi mình đeo khẩu trang vào thì không sao cả nhé. Còn nếu mà mình hơ ngải, nhất là mình vừa hơ nhâm đốc xong mà mình ra ngoài gặp lạnh luôn ấy, thì nó rất là nguy hiểm, rất dễ gây ra cái sự sốc nhiệt và sự cảm lạnh nhé. Tôi vừa kết hợp diện chẩn và đông y trong một lần điều trị một bệnh có được không? Chị Huê Chu ơi, thì rất là nhiều người thầy thuốc đông y thì đang kết hợp giữa diện chẩn và đông y. Tuy nhiên thì trong cái lúc mình học và thực hành ấy, nên tách biệt giữa hai cái. Diện chẩn hoàn toàn có đủ năng lực và đủ những cái kỹ thuật và đủ hiệu quả để tác động lên những cái bệnh mà nó có lợi thế. Cho nên chúng ta nên dùng tách biệt hai cái, làm cái nào là rõ ràng, dứt khoát và làm cái đó. Khi mà chúng ta làm lẫn lộn, chúng ta không đánh giá được kết quả và chúng ta không phân định được, và chúng ta hoàn toàn là diện chẩn gì ạ, hoàn toàn có thể đứng một cách độc lập và hoàn toàn gì ạ, cái sức mạnh của nó, cái hiệu quả của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với những cái bộ môn khác, và những cái mà nó có lợi thế thì nó hoàn toàn hơn hẳn những cái phương pháp khác, đúng không ạ? Ok, rồi tiếp theo. À, mình xem những cái câu hỏi tiếp theo này, mọi người có thể đặt câu hỏi ạ. À, cháu tôi được 11 tháng có mùa hôi trộm phải làm sao, chị Nguyễn Hải? Thì khi mùa hôi trộm thì chị Nguyễn Hải có thể bấm cái bộ giảm tiết dịch ạ. Và đối với các cháu nhỏ dưới 3 tuổi thì chúng ta nên chọn cách là dây phớt ạ. Dây phớt tức là chúng ta chỉ dây gì ạ? Chúng ta chỉ dây chạm nhẹ trên mặt da mà thôi. Đấy, chúng ta chỉ dây gọi là quệt quệt nhẹ trên mặt da mà thôi. Thì có nhiều người hỏi là cháu nhà tôi còn rất là nhỏ, bé sơ sinh được vài tháng hoặc là từ 1 đến 3 tháng tuổi có thể dùng được diện chẩn hay không? Thì xin trả lời là chúng ta dùng diện chẩn nhưng mà chúng ta không dùng cách ấn. Ấn nó quá đau, chúng ta cũng không nên dùng ngải cho các bé, không nên dùng ngải nó nóng quá. Chúng ta cũng hạn chế dùng cao và chúng ta chỉ cần dùng những cây giò chúng ta quệt nhẹ như này lên các huyệt hoặc lên các vùng phản chiếu là cũng đã có hiệu quả rồi nhá các anh chị nhá. Cho nên dù bé mấy ngày tuổi, mấy tháng tuổi chúng ta đều làm được nếu chúng ta áp dụng những cái kỹ thuật một cách phù hợp. Rồi tiếp theo. Thầy ơi, trước khi đi ngủ đánh 6 vùng phản chiếu có sợ tỉnh táo mất ngủ không thầy? Vâng, chị Kim Bình Định, nếu đối với những người mà nhạy cảm ạ, nhạy cảm mà đánh 8 vùng hoặc đánh 6 vùng thì nó sẽ làm ấm người, nóng người và nó sẽ làm hưng phấn, làm tỉnh táo. Cho nên nhiều người nếu mà khi mình đánh 6 vùng mà cảm thấy nóng trong người, hưng phấn thì mình không nên đánh vào buổi tối. Tuy nhiên có rất là nhiều người bị lạnh ạ, hoặc là có những người đang cảm thấy trong người không khỏe mà mình đánh 6 vùng ấy thì nó lại làm cho mình ấm, làm cho người mình nó gì ạ, thư giãn thoải mái và nó lại giúp cho mình ngủ ngon. Cho nên ai người nào quyết định đánh 6 vùng vào buổi tối hay không thì chúng ta xem là hôm nay chúng ta đánh, nếu chúng ta ngủ ngon thì mai chúng ta tiếp tục. Nếu mai chúng ta đánh mà chúng ta cảm thấy không ổn nữa thì chúng ta dừng lại. Tức là phải tùy mỗi người, chúng ta nghe ngóng tình hình. Nếu chúng ta làm 6 vùng mà giúp chúng ta ngủ ngon chúng ta tiếp tục, mà làm 6 vùng giúp chúng ta khỏe quá thì hoặc giúp chúng ta tỉnh táo quá, chúng ta không ngủ được, hưng phấn quá thì chúng ta thôi không nên đánh 6 vùng trước khi đi ngủ ạ. Cái đó là tùy từng người ạ. Tôi bị viêm đa khớp có cách nào chữa không thầy? Dạ, viêm đa khớp thì trước tiên mình cần phải làm giảm đau ạ. Thì bác Bùi Thúy Dương thì bác có thể dùng những cái cây lăn của diện trần để các bác có thể lăn tại các khớp để nó giảm đau đi ạ. Và sau đó thì các bác có thể dùng cái cây cào, dùng cây cào để chúng ta cào cái vùng gan để nó đào thải được cái tốt hơn, đúng không ạ? Và các bác có thể bấm thêm cái bộ tiêu viêm giải độc ạ để giải những cái chất độc nó ra ngoài. Và đó, rồi tiếp theo, và viêm đa khớp chúng ta phải xem nó thuộc dạng gì. Nếu nó viêm đa khớp dạng thấp thì chúng ta cần phải bổ gì ạ? Cần chúng ta bấm thêm bộ trừ đàm thấp thủy ạ. Và cái đấy thì các bác cần phải học thêm diện chẩn và biết các huyệt diện chẩn, hoặc các bác nào mà chưa biết huyệt diện chẩn ấy, các bác có thể vào tham gia cái khóa học là kỹ thuật xác định huyệt trên mặt nhanh và chính xác trên trang Diện Chẩn Việt ạ, để biết được cái cách xác định huyệt để các bác có thể bấm được các phác đồ đấy ạ. Vâng, tiếp theo ạ. Em chào thầy, thầy có thể hướng dẫn cho em vài động tác chữa đau thắt lưng ạ. Anh Phạm Nhật ơi, chữa đau thắt lưng thì diện chẩn cũng rất là có lợi thế và làm cũng rất là tốt ạ. Thì anh vào trên trang Facebook này hoặc vào trang YouTube, anh tìm cái bài gọi là 14 bước khai thông lưng tổng hợp của diện chẩn, thì cái bài đó chữa đau lưng rất là tốt ạ. Anh xem và làm theo hướng dẫn nhé. Nói ở đây thì nó rất là dài, chỉ bằng anh hãy xem cái video. Vâng, xin chào tất cả anh chị, rất nhiều câu hỏi ở đây.
Thầy ơi, nếu đứt dây chằng mà đã mổ nối thì nhấn bộ nào để vết thương mau lành? Bệnh nhân khá đau đớn ạ. Vâng, chị Talia Minh Tâm. Thì sau cái vết mổ ấy thì chúng ta thường phải dùng ngải cứu để chúng ta hơ thành cái vết mổ. Cái điếu ngải cứu nó có sức mạnh rất là lớn. Nào đầu tiên gì ạ, nó sẽ dùng để sát trùng cái vùng vết thương hở hoặc là vết thương mới mổ xong. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta dùng điếu ngải cứu này, chúng ta hơ ấy, thì nó sẽ làm cho cái vết thương hở nó nhanh khô hơn và nó nhanh mau lành hơn. Cái thứ ba nữa, khi chúng ta dùng điếu ngải cứu này, nó có tác dụng là giảm đau rất là tốt. Thì như chị nói, bệnh nhân bây giờ khá là đau đớn. Vậy thì chúng ta dùng điếu ngải này, chúng ta hơ bốn xung quanh, xong hơ trực tiếp tại cái vết thương đó thì sẽ giúp cho bệnh nhân giảm đau cũng rất là hiệu quả. Vâng, thế chị Minh Tân, chị Minh Tâm, chị về chị làm nhé để đánh giá hiệu quả. Cho mình hỏi quay cổ tay và quay cổ chân cùng lúc có tác dụng không? À vâng, thì theo như hướng dẫn của thầy Bùi Quốc Châu thì chỉ cần quay cổ tay là nó tác động đến cả quay cổ chân rồi ạ. Nhưng mà qua quá trình em giảng dạy và hướng dẫn cho học viên thì thấy rằng những người bị đau cổ vai gáy, đau đầu phần từ nửa lưng trên trở lên thì xoay cổ tay cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên những người bị đau lưng, thoát vị đĩa đệm hay là gì ạ, đau dây thần kinh tọa hay đau dây thần kinh hông to đấy, đau tê mông tê đùi thì chúng ta quay cổ chân thì rất là hiệu quả. Thì chúng ta tùy đánh giá tình hình bị phần nào chúng ta quay cái phần đó, còn nếu không chúng ta quay cả cổ chân thì càng tốt ạ. Nhất là đối với những người ngồi nhiều hay bị tê cái phần dưới thì chúng ta tê mông tê đùi tê đầu gối ấy, hoặc là đau đầu gối đau gót chân thì chúng ta quay cổ chân cũng rất là hiệu quả. Vâng, xin thầy cho hỏi dùng thủ pháp nhất dương chỉ để tác động vào các huyệt có được không, hay chỉ dùng nhất dương chỉ khi tác động vào các vùng phản chiếu ạ? Vâng, cái thủ pháp nhất dương chỉ là cái cây này ạ. Đây là cây nhất dương chỉ ạ. Để chúng ta áp dụng vào kỹ thuật ấn tê thì nhất dương chỉ này nó làm ấm người rất là mạnh. Nó có tác dụng chữa các bệnh u bướu thuộc phía bên trong cơ thể rất là hiệu quả. Và kỹ thuật nhất dương chỉ này thường chúng ta sẽ tìm sinh huyệt trên các vùng phản chiếu, trên các vùng đồng ứng. Nếu đúng sinh huyệt chúng ta sẽ ấn và giữ ở đấy trong khoảng 1 phút như thế này ạ. Thì bệnh nhân sẽ cảm giác tê như có cái luồng điện chạy đến chỗ đang bị đau hoặc là đến vào trong bộ phận của cơ thể, thì nó khắc phục cái gọi là hỗ trợ cái tiêu u bướu trong cơ thể cũng rất là tốt. Thì cái này cái bác nên dùng là áp dụng là mình sẽ tìm sinh huyệt trên các vùng phản chiếu. Còn khi day vào các bộ huyệt thì chúng ta nên day theo kỹ thuật ấn và kỹ thuật day ạ. Không nên ấn lâu đến 1 phút hoặc là 2 phút như kỹ thuật ấn tê ạ. Và cây nhất dương chỉ dùng cho kỹ thuật ấn tê. Còn cái ấn lên các bộ huyệt là chúng ta dùng cách ấn hoặc cách day ạ. Vâng, bác Việt Hưng ạ. À, Phạm Yến Oanh, em đau lưng với đau đầu gối em là nhiều cách mà hết là làm sao mới hết hả thầy? Thì cái này bạn Yến Anh bạn xem cái video hướng dẫn khai thông lưng của mình trên mạng nhé, nó cũng rất là hiệu quả đấy. Xin chào thầy, nhà tôi bị men gan cao và lao phổi, dùng rất nhiều thuốc tây thì nên chữa theo cách nào để có thể giảm dần lượng thuốc, xin cảm ơn thầy. Vâng, thưa bác Diệu Hiếu, lao phổi là một bệnh rất là khó, nó do cái vi khuẩn lao rất là khó đấy ạ. Vâng, thì cái này á, men gan cao thì chúng ta có một cái bài rất đơn giản để bác thử làm nhé. Chúng ta sẽ gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết và chúng ta sẽ dùng cây cào này, chúng ta cào tại cái vùng bên má bên phải này. Đây chính là cái vùng gì ạ, phản chiếu cái lá gan. Chúng ta cào như này khoảng 30 tiếng đếm, ngày làm 3 lần, ngày làm 3 lần. Thì những cái người á mà bị men gan cao này, đúng nào, bị mỡ máu này thì chúng ta cào như này, hoặc là bị gút này chúng ta cũng cào như này để nó hỗ trợ khắc phục những cái bệnh trên nhé. Một ngày cào khoảng 2 đến 3 lần, hoặc rỗi lúc nào các bác cào lúc đấy, cào khoảng 30 giây sau đó chúng ta nghỉ, chúng ta có thể lặp lại 3 lần như vậy. Một ngày chúng ta làm 3 buổi hoặc là đến 5 buổi như vậy ạ. Khi tôi thở âm dương khí công, dòng khí từ 19 xuống đan điền không theo đường thẳng có sao không? À, dạ chị bác Huệ Chu. Vâng, khi mà thở âm dương khí công thì dòng khí từ 19 đến đan điền có rất là nhiều cách, có thể xiên thẳng ngoài không trung, có thể chạy trên mặt da hoặc có thể chạy dưới da vài mm. Thì chúng ta có thể điều khiển cái dòng khí này đi theo ba con đường như vậy, chứ không nhất thiết phải xiên qua ngoài không trung theo một đường thẳng bác Huệ Chu ạ. Cho nên bác có thể điều khí để chạy theo ba đường như trên ạ. Vâng, các bác có thể xem lại cái cách hướng dẫn thở âm dương khí công trên Facebook Diện Trần Việt này, hoặc trên kênh YouTube Diện Trần Việt ạ, hoặc là bác có thể đăng ký khóa học trên trang diện trần việt.net để nắm rõ hơn về các cách thở ạ.
À, Nguyễn Hương, da bị nám làm cách nào xin thầy chỉ giúp. Vâng, các bác ơi, nám da thì làm thế nào ạ? Vâng, bị da bị nám thì làm cách nào xin thầy chỉ giúp. À, không biết là trong này có bao nhiêu các chị, các cô, các bà, các mẹ là liên quan đến làm nám và bị các vết nám và muốn làm đẹp cho mình, làm xinh cho mình, xóa các vết nám trên mặt ạ. Vâng. Xin mọi người cùng comment nào. Nếu ai muốn có mình hướng dẫn về cái cách chữa nám, mọi người hãy comment vào đây là số 1 ạ. Vâng, các anh chị comment vào đây số 1 là muốn mình hướng dẫn về cách chữa nám ạ. Thì chữa nám thì mình đã hướng dẫn cho nhiều người làm về chữa nám rồi và cũng rất là hiệu quả, chỉ trong có vài ngày thôi mà vết nám nó mờ hẳn. Mình có rất là nhiều cách thức. Vâng, mọi người comment giúp vào đây là mình số 1 ạ, là muốn chữa nám ạ. Vâng, muốn chữa nám 1. Vâng. Mình sẽ đánh giá lượng người là nào ai ai muốn hướng dẫn về cách chữa nám ạ, chữa chữa nám ạ, xóa nám, xóa tàn nhang, mọi người comment vào đây là số 1 ạ. Và mọi người cứ comment số 1 nhé để mình trả lời các câu hỏi khác, tí mình sẽ trả lời vào câu hỏi đó ạ. Thầy ơi, khi đánh cột sống đen thì bây giờ làm bao nhiêu lần? À, bạn Hương Giang, tức là bạn đánh bằng cái con bọ cạp này đúng không ạ? Tức là bạn sử dụng cái con bọ cạp này để bạn đánh trên vùng cột sống đúng không ạ? Đúng nào, thì khi mà chúng ta đánh cái con bọ cạp này ạ, thì rất là nhiều người thắc mắc là cái vết đen đó nó ở đâu ra. Đúng nào, không biết là mọi người xem nọ nay mọi người có thắc mắc không ạ? À, đây thì đây mình thử đánh thử mình xem. Lúc tối nay mình đánh bản thân mình cũng bị đen nhá, nhá. Bản thân mình cũng bị đen, chị Hương Giang ạ, cũng đen xì luôn. Đen thì trước đây mình đánh rất là nhiều lần cho bản thân mình nhưng không thấy đen, không thấy đen, không thấy đen nhá. Nhưng mà tối nay mình đánh thì lại đen, nó không đến nỗi đen 100% đen đen kịt như nhọ nhồi như mọi người, nhưng mà mình phải đạt đến độ đen 60-70%. Như vậy chứng tỏ những cái ngày vừa qua, tuần vừa qua mình đi lại sưng xó cũng là nhiều, và chứng tỏ mình mặc dù cũng khỏe mạnh mà không bao giờ cảm thấy bị bất ổn gì, nhưng mà trong cái tuần vừa rồi cũng cảm thấy mệt mỏi, tại vì đi đêm đi hôm rồi về quê, đi về quê rồi cũng bị nhiễm hàn, thì hóa ra mình cũng bị đen thật. Để mình soi xem là bây giờ mình còn bị đen không nhá. Đây, đây xem nào. À, nó cũng còn hơi hơi đen đen, hơi đen đen. Lúc tối nay mình đánh hết rồi đấy, tối nay mình đánh đen mà bây giờ hết rồi. Thì chị Hương Giang ơi, khi mình dùng con bọ cạp này mình đánh này, có người nó sẽ ra vết đen và chỉ một lần thôi, giống như mình tối nay và bây giờ mình đánh không ra nữa. Có những người chỉ đánh một lần là hết đen, nhưng có những người phải đánh đến 2 đến 3 lần mới hết đen. Có những người thì thắc mắc với mình tại sao đánh đến 7 đến 8 ngày, đến cả một tuần nay rồi, chục ngày rồi mà nó vẫn còn đen. Lý do làm sao và như vậy có làm sao hay không? Thì bây giờ mình cần phải hiểu được bản chất tại sao khi mình đánh cái này da mình lại ra màu đen. Thì có người bảo rằng do vết đen là do cái thằng bạc này nó sinh ra. Nhưng bạc này làm sao? Bạc này nó trắng như này, nó là kim loại, làm sao mà nó có thể gì ạ? Nó có thể đẻ ra được cái vết đen, sinh ra vết đen được. Vết đen là do tác dụng gì ạ? Của thằng bạc này là Ag tác dụng với lưu huỳnh ở trên da mình, thì nó tác dụng với nhau để nó ra vết đen. Những người là hay bị hàn hay bị nhiễm lạnh thì nó sẽ sinh ra những cái lưu huỳnh ở trên da này. Mình càng đánh thì lưu huỳnh nó càng tác động với bạc thì nó ra màu đen. Và khi đó mình phải dùng giấy giấy khô ấy, giấy ăn ấy, để mình lau. Khi vừa đánh xong là mình phải lau luôn những cái vết đen đó để loại bỏ những cái vết đen đấy ra ngoài. Còn nếu nó càng ra nhiều vết đen, tức là cơ thể mình nhiễm hàn nhiều, nhiễm lưu huỳnh nhiều, thì mình cứ đánh khi nào nó hết đen thì thôi, và cái đó mình hoàn toàn yên tâm. Có những người mà đánh nó không có đen để mà đánh, còn nếu mà mình đánh nó ra đen mà càng lâu đi thì như thế là càng tốt nhá. Đấy là cái dấu hiệu để mình có thể thải độc và giải cái hàn, cái nhiễm độc ra ngoài. Nếu cái đen đấy nó chìm vào bên trong, ăn vào trong người lâu ngày ấy, thì người ta sẽ bị nhiễm lạnh lâu ngày, gọi là hàn nhập lý đấy ạ. Và người ta sẽ sinh ra những trầm cảm, rồi sinh ra sợ lạnh, rồi sinh ra huyết áp thấp, sinh ra rất nhiều cái tác hại do gì ạ? Do nhiễm cảm, do nhiễm hàn. Còn mình đánh cái này mà nó ra được vết đen thì tức là mình thải độc được ra ngoài, giải hàn được ra ngoài. Thì cái đánh bạc này thì đã có từ ngày xưa rồi, khi các cụ sử dụng gì ạ? Đồng bạc và sử dụng cái lòng trắng trứng gà, luộc quả lòng trắng trứng gà cho nó nóng lên, xong lấy lòng trắng cho cái đồng bạc bên trong, lấy cái khăn mùi xoa quấn vào để đánh. Thì đây cũng là một cái cách thức dùng đồng bạc để mình giải độc.
Ngoài ra khi mình sử dụng con bọ cạp, nó có hai cái viên bi này, hai cái quả bạc hai bên này, mình đánh ở hai bên cột sống nữa, thì mình phát hiện ra cái đen nó sẽ nhiều nhất, lưu hình nhiều nhất ấy, là ở trên mặt này, một này, rồi hai bên cột sống cổ gáy này, hai bên cột sống ở lưng này, lòng bàn tay, lòng bàn chân. Còn những ai mà bị đau đầu gối, đau cùi chỏ thì chúng ta thử đánh xem, nếu mà nó ra vết đen ấy thì sao ạ? Thì chắc chắn là gì? Chắc chắn là cái người đấy bị đau rất là nhiều, mà nó ra đen mình đánh vài lần thì người ta đi lại dễ dàng hơn rất là nhiều. Và mình phát hiện ra một điều nữa là gì? Không phải ai đánh cái bọ cạp này nó cũng đen. Có những người bị nhiễm hàn, bị nhiễm cảm, bị huyết áp thấp nhưng mà lại nó không đánh, nó lại không ra màu đen thì thế là chịu rồi. Nhưng mà khi mình dùng con bọ cạp này nó vẫn có tác dụng nhá. Còn những ai ra màu đen thì hiệu quả nó là cao nhất. Thì đó là trả lời cái chị Hương Giang, là chị cứ đánh khi nào mà nó hết đen thì thôi nhá. Có thể 7 8 lần, có thể 7 8 ngày đến 10 ngày. Chào thầy, mỗi lần dạng chân ra hai đầu gối nó kêu răng rắc thì làm sao hả thầy, đau nhức lắm, cảm ơn thầy. Cô Tuyết Thị Tuyết Nhung Phạm ạ, có thể khả năng của cô là bị thoái hóa khớp gối rồi cô ạ. Thì cô cần phải đi khám ở viện kiểm tra xem cái khớp gối của cô nó có phải là bị thoái hóa hay không. Còn đối với diện chẩn, cô có thể dùng những cây lăn đinh, cô lăn tại chỗ, cô có thể xoay cổ chân, và cô thích có thể bấm cái bộ tăng tiết dịch ạ, và các huyệt của đầu gối, hoặc cô có thể dùng cái cây cào này, cô cào cái vùng đầu gối là vùng huyệt 175 này. Rồi cào cái vùng huyệt này, huyệt số 9, 270, 277 này. Đấy, cô cào hai cái vùng đầu gối này. Đó, để chữa cho cái đầu gối đau. Và cô có thể xoay cổ tay, xoay cổ chân để khắc phục cái vấn đề đau đầu gối nhá cô nhá. À, chồng tôi bị đau hai cánh tay, tôi nhấn các huyệt 97, 98, 99 nhưng không giảm đáng kể thì ạ, xin thầy chỉ dẫn thêm ạ. Vâng, cô Huệ Chu, cô lên cho chú đi khám xem đau hai cánh tay là bị làm sao. Nhưng thông thường nếu mà đau cánh tay mà không giơ lên được ấy, thì thường nó sẽ bị kẹt khớp vai hoặc là viêm quanh khớp vai. Lúc đó cô cần sử dụng những cái dụng cụ của cô lăn tác động xung quanh cái khớp vai này. Và cô có thể xem cái video mà cháu đã hướng dẫn ở trên mạng ấy. Chủ yếu những cái dụng cụ này cô này, cái lăn này, lăn cầu gai đôi nhỏ, cầu gai đôi to, lăn sừng lớn này. Đấy. Rồi kể cả sử dụng con nhện này để chúng ta tác động tại chỗ, chủ yếu chúng ta tác động tại chỗ thì nó rất là hiệu quả. Hoặc là chúng ta dựa hướng dẫn xoay cổ tay như thế này thì nó chữa cho cái kẹt khớp vai cũng rất là hiệu quả nhá cô Huệ Chu nhá. Vâng ạ. Vâng, chúng ta tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Liệt 7 lâu năm thì sử dụng thế nào, tác dụng thưa thầy? Bạn Hoàng Thùy. Vâng, bạn Hoàng Thùy ạ. Liệt 7 lâu năm, liệt 7 hoặc liệt 5 ấy, hoặc liệt, nói chung là liệt mặt ấy, thì diện chẩn mình chữa rất là hiệu quả các anh chị ạ. Thì các anh chị gì ạ, dùng cây giò để chúng ta gạch xung quanh đây, rồi chúng ta dùng cây cây lăn này, chúng ta lăn tại chỗ, rồi chúng ta dùng cái điếu ngải để chúng ta hơ. Điếu ngải thì chúng ta sử dụng cái ống hơ này này, chúng ta cho vào chúng ta hơ đó, hơi này chúng ta có thể hơ tại cái vùng mặt bị biên liệt ấy. Một ngày chúng ta làm như vậy 3 lần thì chúng ta chữa cái liệt rất là hiệu quả. Nếu mà liệt mà 2 3 năm càng ngắn thì chúng ta chữa chỉ cần trong vòng 1 tuần đến 10 ngày, rất là nhanh. Đó thì các bác các anh chị thì có thể xem lại những cái video ở trước mình đã hướng dẫn về cái cách chữa liệt mặt rồi, hướng dẫn chi tiết rồi, để xem một cái trường hợp cụ thể như nào. Thì các anh chị có thể xem lại những video đó ở trên cái trang Facebook Diện Trần Việt này, hoặc là các chị có thể vào là vào cái trang YouTube Diện Trần Việt ấy, để xem lại những cái video đó nhé. Chỉ cần tìm, ấn vào cái nút tìm kiếm là gõ hai chữ liệt mặt là ra. Rồi tiếp theo những câu hỏi khác ạ. Tôi đã từng, vâng, rất nhiều cái số 1 về muốn là chia sẻ về cái vấn đề gì ạ, chữa nám. Thì chữa nám như này anh chị ạ, chữa nám thì không có gì khó đâu. Thì trước hướng dẫn cho các lớp học ấy là chữa nám chỉ cần dùng cây giò này gạch mặt, gạch khắp mặt. Thì sau 5-10 phút gạch mặt này thì da mặt mình nó sẽ hồng hào. Và một thời gian sau, nhớ là gạch phải kín, kín mặt da như này. Một ngày gạch 3 lần hoặc đỗ lúc nào gạch cũng đó. Thì một thời gian sau, nám, tàn nhang, đồi mồi nó cũng bay hết. Đó là cách thứ nhất là dùng cây giò này để chúng ta gạch. Cách thứ hai chúng ta có thể dùng cây cào này chúng ta cào. Đó. Rồi đó, có dụng cụ nào chúng ta dùng dụng cụ đó. Cách thứ ba nữa là chúng ta kết hợp với cả cái dầu dừa lô hội bách chi này, là một cái dầu dừa sản phẩm mới mà mình có phối hợp với các anh chị học viên để sản xuất ra được loại này.
tức là kết hợp giữa dầu dừa lô hội và bách chi là cái tên mà mình đặt cho cái loại dầu dừa này. Chuyên hỗ trợ là gì? Mình sẽ xịt cái dầu dừa này vào. Sau khi mình đã, đương nhiên mình đã rửa mặt rồi nhá, mình đã tẩy trang sạch sẽ rồi, thì mình sẽ bôi dầu dừa này lên. Sau đó mình sẽ dùng cái cây cào, mình cào tại cái vùng nám, vùng tàn nhang đó, hoặc là mình dùng gì ạ? Mình có thể dùng bông phấn hoặc là dùng cái bàn chải tiên lăn đồng láng để mình tác động tại cái vùng đó. Và chỉ cần năm khoảng 10 phút một ngày, chúng ta làm 3 lần như vậy là vết nám nó sẽ bay ngay. Và có một cái bộ huyệt chữa nám nữa thì mình sẽ hướng dẫn mọi người trong dịp sau, trong khi chúng ta có cái thời gian hơn, chúng ta quay video về riêng cái bài chữa nám. Nhưng mà chỉ cần như thế nó đã rất là hiệu quả rồi nhá anh chị nhá. Tức là mình sẽ dùng cào này, mình cào, dùng cây giò để gạch này, xong dùng dầu dừa bôi vào để mình tác động nó được sâu hơn, hiệu quả hơn, và đồng thời nó làm đẹp da nữa. Đó. Rồi, rất là nhiều người số 1 ở đây. Đó, thì các chị thử làm thử xem nhá. Làm thử xem rồi đánh giá kết quả xem. Thầy cho em hỏi, em rất hay bị lạnh gan bàn chân, em phải làm như thế nào ạ? Bạn Phạm Nhật. Thì lạnh gan bàn chân như này ạ. Thì bạn hãy đơn giản thôi. Bôi ạ. Lấy cái cao này, cao cúc vàng này, chúng ta bôi một ít. Chúng ta có thể lấy cái bọ cạp để bôi, bôi một ít. Sau đó chúng ta bôi vào gan bàn chân như thế này. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ lấy cái cào này, chúng ta cào cả cái lòng bàn chân. Cào lòng bàn chân như này, cào khoảng 50 cái đến 100 tiếng đếm. Cứ lạnh cả lòng bàn chân thì cào cả lòng bàn chân, bôi gọi là cao, gọi là vừa phải. Khắp lòng bàn chân xong đó cào như thế này. Cào. Hoặc là gì, chúng ta có cái bàn lăn chân của Diện Trần, chúng ta cào. Đó, hoặc là chúng ta có cái con bọ lõm ấy, họ bọ lồi, chúng ta chà khắp lòng bàn chân. Và cái cách này nó hay hơn là cách mình ngâm chân ở chỗ nào. Nếu mà chúng ta ngâm chân nó chỉ ấm được lúc đó thôi. Còn khi mà chúng ta cào, chúng ta chà sát như này ấy, thì nó sẽ trục hết những cái hàn thấp ra ngoài. Và đồng thời chỉ cần khoảng 7 ngày chúng ta làm như vậy thôi là nó cũng đã ấm bàn chân rồi. Thì các anh chị có thể xem cái bài gì, cái bài chữa lạnh chân của mình cũng trên cái YouTube này, mình đã hướng dẫn rồi, có video rồi, thì các anh chị có thể xem nhé. Các anh chị vào Facebook Diện Trần Việt hoặc YouTube kênh Diện Trần Việt để xem, tìm kiếm bài gọi là bài chữa lạnh chân. Chỉ cần 7 ngày là hết lạnh chân, cũng chỉ bằng diện bôi cái cao này và dùng cây cào này để chúng ta diện cào tại vùng chân là có hiệu quả nhé. Bạn Phạm Nhật nhé, đấy cách chữa lạnh chân đấy ạ. Bạn Hương Giang, em đánh ngày hôm nay là ngày thứ 3 mà vẫn đen xì thế ạ. Tức là bạn sử dụng cái bọ cạp này đánh đúng không nào? Thì nó đen thì kệ nó thôi, không sao. Nhưng bạn nhớ là phải gì ạ? Lấy giấy khô để lau sạch đi nhá. Rồi tiếp theo, những câu hỏi khác ạ. Con gái em 5 tuổi, mùa này bị viêm họng suốt luôn. Xin thầy hướng dẫn giúp em cách chữa bệnh viêm họng và tăng cường sức đề kháng cho bé. Em xin cảm ơn. Chị Bống Sinh, câu hỏi này thì cũng rất là nhiều các bà mẹ đang quan tâm. Đó là vào thời tiết nó thay đổi như thế này, không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ đúng không ạ? Hay dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, viêm họng đúng không nào? Thì cách đơn giản nhất của Diện Trần là gì? Chúng ta sẽ dùng cây sao chổi như thế này. Chúng ta đánh 6 vùng đúng không ạ? Đánh 6 vùng. Đánh 6 vùng và chúng ta sẽ dùng cái đầu 1 này, chúng ta đánh 6 vùng thì nó sẽ làm ấm người, nó tăng sức đề kháng. Đúng không ạ? Chúng ta đánh 6 vùng thì chi tiết về cách 6 vùng như nào thì cũng đã có video rồi, của các thầy đăng rất là nhiều trên mạng rồi. Hình thức là như này, sử dụng cây sao chổi để đánh. Một ngày chúng ta có thể đánh từ 1 đến 3 lần. Nếu đang có bệnh thì chúng ta đánh 3 lần, nếu mà tăng sức đề kháng thì chúng ta đánh 1 lần thôi. Đó. Thì cách hay nhất là chúng ta đánh 6 vùng rất là đơn giản như thế này. Đúng không ạ? Đơn giản như thế này. Đấy, để nó tăng cường sức đề kháng. Rồi còn nếu mà bị viêm họng thì chúng ta có thể sử dụng cái bài gọi là chuyên chữa viêm họng ho kéo dài. Mà ở video của cái bữa trước mình đã hướng dẫn mọi người rồi, mọi người tìm lại video đó nhé. Có cái video ấy, của video 17 hay 16 gì đó, hướng dẫn là gì ạ? Hướng dẫn cách khắc phục ho lâu ngày. Đó thì chị có thể xem cách đó nhé. Thì cách làm nó cũng rất đơn giản thôi. Có nhiều người hỏi là sử dụng cây sao chổi này cho trẻ nhỏ có được không? Tại vì sợ là gạch cái này nó tăng nội tiết tố và các cháu sẽ tăng tuổi dậy thì sớm hơn. Thì mình trả lời như này. Nếu các cháu không có bệnh tật gì, các cháu khỏe mạnh mà chúng ta gạch thường xuyên, ngày nào cũng gạch thì đương nhiên nó sẽ gì ạ? Nó sẽ kích thích nội tiết tố, nó sẽ làm trưởng thành nhanh hơn, mà cái điều đó chúng ta không cần, không mong muốn cái tuổi dậy thì nó đến sớm đúng không nào. Nhưng mà khi các cháu đang lạnh,
cái cháu đang ốm thì chúng ta gạch 1 đến 3 lần, hết cái đợt ốm đấy chúng ta không gạch nữa thì nó hoàn toàn bình thường nhé, không sao hết, cho nên chúng ta không sợ khi gạch 6 vùng này cho các cháu nhỏ ạ. Và các bác cứ yên tâm. Rồi tiếp theo, các câu hỏi tiếp theo. Có phải em ấn bộ tiêu viêm tiêu độc mà nó da đen nhiều như vậy không? Hương Trang, nếu em ấn bộ tiêu viêm tiêu độc để nó kết hợp với cả cái này thì nó đồng thời nó giải độc sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Và có thể kể cả em không đánh bộ tiêu viêm tiêu độc ý, mà em trà cái này nó vẫn da màu đen nếu thực sự em có hàn có lạnh và nó tích tụ cái lưu huỳnh trong da. Ok, anh Ngọc Văn Hoàn, bệnh tim lớn chữa thế nào, thầy cho mình xin phát đồ, thầy xin cảm ơn. Bệnh tim to ấy là một cái bệnh cũng rất là khó, đúng không ạ? Nó là hệ quả của rất nhiều nguyên nhân, có thể là do hở hẹp van tim, đúng không nào, có thể là do thần kinh tim hoặc một cái sự bất ổn gì đó trong tim nó gây ra bệnh tim to, đúng không nào, tim nó phải làm việc quá mức và thành tim nó dày lên. Thì cách chữa thì thực sự nó rất là phức tạp anh Hoàn ạ. Thì anh có thể dùng cái quả cầu gai ấy, dùng cái quả cầu gai để chúng ta vò trong lòng bàn tay, cho bệnh nhân vò trong lòng bàn tay, đó là cách đơn giản nhất. Cứ dỗi lúc nào là chúng ta vò quả cầu gai trong lòng bàn tay lúc đó. Thì quả cầu gai, quả cầu đinh, quả cầu láng có tác dụng rất hiệu quả khi mà mình chữa các bệnh liên quan đến tim. Nếu huyết áp thấp chúng ta dùng vào quả cầu gai, huyết áp cao dùng quả cầu đinh. Nếu chúng ta tinh thần bất ổn, tim hay hồi hộp thì chúng ta vò quả cầu láng. Còn tốt nhất chúng ta kết hợp ba quả đấy. Lúc nào nóng vò quả cầu gai, lạnh quả cầu đinh. Khi nào muốn ngủ ngon thì dùng quả cầu láng. Đó, cái bộ ba quả để chữa tim đấy anh ạ. Thì anh nghiên cứu nha anh nhé. Rồi các câu hỏi khác ạ. Cháu tôi 12 tháng tuổi nhưng tháng nào cũng sốt viêm họng và đi bệnh viện, xin cảm ơn thầy. Thế thì bác Vương Trần, bác thứ nhất bác gạch 6 vùng ạ. Cách thứ hai là bác xem lại cái video ở bữa trước hướng dẫn về mọi người cách chữa ho lâu ngày đấy ạ. Và bác xem lại video đó ạ. Tiếp theo ạ, các câu hỏi tiếp theo ạ. Thầy ơi, khớp gối không đau nhưng đau phía sau kheo chân đầu gối, ngồi xổm không được, xin thầy hướng dẫn cách chữa. Dạ bác Tâm Phan ơi, rất dễ thôi ạ. Bác cầm cái cây giò này, bác gạch gạch khắp cái vùng phía kheo chân như thế này, gạch cứ gạch qua gạch lại này, là một cách chữa tại chỗ cũng rất là hiệu quả đối với đau khớp gối, đúng không ạ? Đau không phải đau đầu gối mà đau phía sau kheo chân. Tiếp theo bác có thể gì ạ, bác có thể hơ ngải vào cái vùng chỗ đau này. Và nữa rằng đây ạ, đây chính là đồng ứng của chân, đúng không ạ? Đây là đầu gối thì bác sẽ gạch và hơ vào cái vùng này, vùng giữa các đốt này, đây chính là dùng đồng ứng của cái kheo chân, đúng không ạ? Đấy, đúng chỗ này. Hoặc cách nữa là bác có thể diện gạch rồi dán cao là hơ vào cái vùng này, hơ vùng này, đây cũng là vùng diện phản chiếu của cái kheo chân ạ. Và nếu bác biết bộ huyệt, bác có thể bấm bộ tiêu viêm ạ. Bộ tiêu viêm bác nhá, bộ tiêu viêm. Sau đó các bác có thể bấm các huyệt của đầu gối và chân là huyệt 197, huyệt 227, 270. Đó, huyệt 29, đó là các huyệt của đầu gối và huyệt kheo chân ạ. Rồi tiếp theo ạ. Nhờ thầy tư vấn giúp chữa bệnh hội chứng ống cổ tay, chị Lệ Yến. Rồi, cái cách này thì cũng đơn giản chị ơi, cứ tập xoay cổ tay là cái hội chứng ống cổ tay nó sẽ hết ạ. Và cứ tập bài xoay cổ tay này là được ạ. Rồi, các câu hỏi tiếp theo ạ. Bệnh u buồng trứng chữa như thế nào thầy ơi? Dạ đây cũng là một cái bệnh khó đấy, u buồng trứng. Thì như này ạ, có một cái chị học viên của mình ấy, là chị chữa là chị dùng nhất dương chỉ này. Chị dò khắp cái lòng bàn chân, cứ chỗ nào có điểm đau, điểm sinh huyệt ấy, chị ấn vào và chị giữ trong một phút thì chị cảm giác có cái luồng điện ấy, nó chạy đến các khối u của chị, u tử cung rồi đến u viêm họng, u tuyến giáp rồi u vú. Ấn như thế mà một thời gian nó mất. Đó là một cách, tức là dùng cái cây đầu dò huyệt này này, dò tìm khắp những điểm đau trên lòng bàn chân rồi ấn vào và giữ trong vòng 1 đến 2 phút. Cách thứ hai là chúng ta dùng các bộ huyệt, chúng ta dùng bộ tiêu viêm giải độc này, dùng bộ tiêu biếu tiêu khu này, sau đó chúng ta bấm vào các huyệt của tử cung là các huyệt là 19 ạ, là 63. Huyệt này là 287 và huyệt số 7. Tức là chúng ta bấm vào bốn cái huyệt của tử cung này, tiêu biếu tiêu khí u, sau đó bấm vào các huyệt của tử cung hoặc là chúng ta dán cao vào. Thì cái này chúng ta sẽ thực hiện từ 1 đến 3 lần ạ. Ok rồi, xin chào các anh chị.
À, chị Mai Hợi ạ, thầy ơi, em bị bọng mắt thì chữa như thế nào? Vâng, rất là nhiều các chị hỏi liên quan đến làm đẹp. Bọng mắt thì chúng ta có cái con ve chúng ta có thể làm, hoặc là chúng ta gì ạ? Chúng ta dùng cái cây lăn này, chúng ta lăn tại cái vùng bọng mắt như thế này. Đấy, lăn. Thì anh chị lấy cái cây lăn sừng ấy, thì nó hiệu quả hơn nhé. Lấy cây lăn sừng trụ ấy, giò sừng trụ ấy, chúng ta lăn như này. Giò sừng trụ thì nó êm hơn. Chúng ta lăn tại cái vùng bọng mắt này. Đấy. Rồi, nếu chúng ta có ngải cứu thì chúng ta phải có cái ống hơ này thì nó mới an toàn. Chúng ta hơ, chúng ta nhớ đập hết tàn đi, sau đó chúng ta hơ, lăn xong rồi chúng ta hơ tại cái vùng bọng mắt thì nó cũng giúp cho cái bọng mắt của mình dạ nó co vào nhanh hơn. Đó là cách chữa bọng mắt. Thầy ơi, mẹ em bị nhịp tim nhanh toàn phải đi cấp cứu, thì có cách nào giúp em không? Đó, anh Đỗ Bắc Sơn thì anh cứ cho bác vò quả cầu gai, quả cầu đinh nhá, thì nó đó. Chị Nguyễn Hai đang học online thắc mắc mà hỏi thầy bằng cách nào vậy? Cảm ơn thầy. Chị Nguyễn Hai ơi, chị có thể chat luôn vào cái trang Facebook này, hoặc là chat luôn ở trên cái trên trang học online là diện trần việt.net ạ, là có thể hỏi được ngay và có thể trả lời ngay vướng mắc nhé chị nhé. Chị cứ chat là được trả lời ngay. Vâng, một học viên đang học online của mình ạ. Viêm lợi chị ngậm dầu dừa lô hội ạ. Vâng, chị Lê Hoài Thu, cảm ơn chị. Hỏi luôn tất cả những vướng mắc. Nếu mà mình chưa kịp trả lời trong video này thì mình sau khi kết thúc video mình sẽ trả lời trên cái phần gọi là